loại con áo gì đồ tình gì mà ngoài đời là xin cái hồng này là hồng này tập trinh á tập trinh á có quay hoài á đi 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 quay qua đây tiện tao hả tự tục lên bậy bạ nha tại nổi tiếng quá tao chỗ nào mà nổi tiếng với người vậy đâu để biết chim bông không hồi đó nó mời đóng phim á đó. Ai chim bông á chim bông à chim bông là cái ăn bông á cũng chim bông ăn bánh mì chụp hình quay mà sao quay phim ai còn đón mà đó đi cái gì á có chiến với chiến biết là vì sao mà mình bị dị ứng không đã chiến phải không đúng rồi cái lần mà xuống dưới nữa chưa với chiến á nhưng mà làm xong á cái đợt thứ hai á là nước mà đỏ đỏ ngầu mình nhớ không cái giờ mà mình đi lên sau cùng lây tắm sông ở đâu ta tắm ngay cái suối sau cái rồi bọt cá đó nước đỏ nó về là tôi bị dưỡng không á đó vậy hả? Ừ, mà nó chỉ nổi với đùi thôi chữa hồi cái nó hơi sốt rồi nó bị lại cái đánh mùa nó bị được tôi giống tôi vậy hả? Giống vậy hả? Không nghe chứ tôi đi xuống nhiều với Chí Chiến là bị nhiều á, tôi chỉ bị ngứa hay một cái chỗ nổi thôi ví dụ như là thấy cái chân với phần mèo bị cái chân xíu thì thôi nó hết, nó lành buồn quá, hỏi nhiều buồn quá. Sao? Tiêu Phong Hoàng quá. Thấy đang uống mà anh gọi nữa là thôi luôn bây giờ. Uống nữa rồi, uống được đó. Nữa tôi uống được nam uống nhưng mà biết sao càng nhớ chứ nó nổi đầy đai cái nhiều quá. Uống phải xuống chứ. Kỷ niệm không có đâu giữ thôi giữ muốn 15 năm sau tung ra gì cái gì vậy quay hả đâu quay đâu chụp hình đang zoom nha trái ảnh vậy á được chụp hàng cho biết chỗ tiện quá tiện hả I thought I'm taking pictures and then they got laughing when I found out it's a video. Vậy chụp cho vui. Chụp cho vui giả này giả. Đâu gà. Lạnh quá cô. Trái phim ta. Vô mặt hiệu tử hiền hậu à. Danh. Đúng rồi. Nướng chết luôn rồi, để nửa chết luôn. Này là về Pháp về Mỹ là nhớ chết luôn thì. Hả? Về Mỹ về Pháp lại nhớ chết luôn. Nhớ sao? Nhớ cái mấy bạn á. À, muốn hả? Còn 15 năm mới gặp. Thôi giờ quay giờ chụp hình nha, chụp hình nha.